3 cam chỉ một lần còn thôi. La Ban này là La Ban mới em. La Ban mới hay La Ban cũ? La Ban là La Ban cũ luôn. La Ban mới này là mọi người. À. Mình chưa làm đó thì mình coi. Con này cầm chùm kim nè. Mình coi cái con ốc này nè. Cầm sàng, cầm móc. Nè, con ốc này nha. Nè, nè, một nè. Hai nè. Là coi canh hay con ốc này nha, là cái ốc chùm kim nè. Chùm kim nó quay đâu kệ nó, đừng quan tâm. Nhưng mà bên đây nè, đi qua bên đây nè. Chính giữa hai ốc này nó có một cái lỗ. Thấy không? Em cứ canh theo cái lỗ này. Em cứ canh theo cái lỗ này nó chuẩn bằng ốc này cho anh. Thấy không? Nè ốc này, cái này canh cho nó chuẩn vô. Rồi rồi xiết lại. Ốc này nè. Ờ có cái này nè, bằng cái ốc này. Cái con ốc này. Ờ. Rồi nó bằng, bằng xiết lại. Ý là nó thẳng chiều thẳng. Đúng rồi, chiều nó đi song song với nhau á. Lần quay hướng lên trời á. Lần quay trời sao thấy nè, nhìn dưới đây nè. Để khi mà làm xong nó rồi quay xuống nè. Cái cây kim này nó vừa qua thì bánh xe dưới nó sẽ quay. À. Là đúng. Đúng không? Còn nếu mà cây kim nó còn nằm ở trên đây á, em quay á là nó sẽ bị gãy kim. Yeah. Nếu mà cây kim đang nằm trên đây mà bánh xe nó quay là gãy kim. Quay xuống, đó, vừa qua nó sẽ quay. Đúng không? Đó, nó sẽ chạy, nó đâm lên lại là sẽ đứng. Cái khi mà nó quay xuống lại á, bánh xe nó sẽ chạy và nó không bị gãy kim, đúng không? Rồi bắt đầu tới thằng này. Thằng này thì nó cũng tương tự vậy luôn. Cái khoảng cách lỗ này nè, nó khoảng cách ra là em cho là 0.1 thôi. Đi ra ốc dù kim rồi đó. Cũng canh theo cái lỗ của nó luôn. Ở đây nó cũng có một cái lỗ y chang luôn. Thấy không? Đi theo song song với ngóc mình luôn. Rồi xiết lại. Đưa cho được kim về đây. Rồi thằng sàn này. Sàn này nó cũng tương tự vậy luôn. Con ốc thứ nhất này nè. Nó cũng song song với hàng này luôn. Thấy không? Là cái này là mình lấy chuẩn trước. Còn cái kia là mình lấy mình xích lại sau. Còn trước tiên là mình lấy chuẩn ba từ kia mình chích cái đó. Chuẩn ba cái cam nó phải đi vô bây giờ. Không, nó xuống là bình thường, đúng không? À. Còn bây giờ em muốn chỉnh như sao á thì bắt đầu mình nhích từ từ theo. À. Còn cái đó là nguyên cách để chuẩn ba từ kia trước. Nó điều chỉnh nè. Khi mà anh chỉnh máy em muốn cho chuẩn á, muốn cho chuẩn là phải dặn thằng này xuống, dặn thằng này xuống cuối cùng, thấy không? Dặn này xuống cuối cùng, quay trụ kim lên tận cùng là khi cái thằng móc này nè, cái thằng mà điểm khuyết cuối cùng này nè, nó phải song song với hai cái đanh này, thấy không? Là chuẩn của nó. Còn cái này nó chưa được xong nữa nè, bắt buộc trụ kim nó phải lên chút nữa. Thì em gỡ ngóc này nè, cho nó lên chút. Đó nó 4 ly này nâng nhẹ lên chút. Tùy theo liệu chuẩn của kim. Tùy theo liệu dày để mình ăn gian nha. Còn cái này là em chỉ là điểm chuẩn thôi. Điểm chuẩn của nó là bằng cái này em xích lên chút thôi. Còn cái móc, ví dụ như cái móc này thì nó móc sâu quá nè, nó móc sớm quá. Móc cho muộn lại là chỉnh thằng này. Đúng không? Cho nó muộn lại chút. Đúng rồi. Sớm lên trên nè, muộn lại nè. Ở trên đây á, người ta gọi là ăn sớm, ngồi dưới đây người ta gọi là ăn muộn nha. Nè, này kim lên là gãy nè, thấy không? Dạ thầy. Chỉnh thằng sàn này. Cầm sàn. Cầm sàn đó là cầm sàn của cái móc á. Thấy không? Có sàn là chút là mình hết đá kim, thấy không? Dạ. Cái kia là để mình lấy là định vị thôi, còn cái này là mình chỉ nhích nhẹ thôi nha. Nhích, cờ ly nhích nhẹ nó đi thôi, còn em đẩy một phát là nó đi luôn đó. Đó, đừng có cho nó hở quá nè. Cái điều kim mới tới thằng này là cho nó gần, đừng cho nó hở quá. Nếu mà nó hở ra quá thì em dễ bị bỏ mũi lắm. Còn nếu mà em muốn cho nó xa gần thì thằng có thằng ba ly đây. Dạng ba ly người ta để chỉnh đường này xa rồi, đúng không?
co nó cố định đó, rồi mình siết con ốc chỉnh là chỉnh ốc này nha, giờ siết sơ ốc này nè, mình muốn chỉnh á, giờ gỡ ốc này ra, chỉnh con ốc đầu của nó rất là dễ chỉnh, thấy không? Đừng có chỉnh con ốc cuối, ốc thứ hai rất là khó chỉnh. Ốc đầu á nằm là kim là kim với móc nằm đây, ốc cuối là nằm trong tiếp trong đây, khó cắt lắm. Còn bây giờ nè, ngóc này nè, là cái trụ kia nó nằm vậy nè. Chỉnh ốc thứ hai, nó thấy đường rồi chỉnh. Nó được chỉnh ốc thứ nhất rồi đó. Em muốn ăn trẻ sớm thì em mất đẩy nhẹ lên thôi, còn cái móc này sẽ đi. Không. Nếu mà may trụ kia mà may ăn vừa là móc cái này là vừa vừa đủ. Còn nếu ấy thì ăn sớm chút. Em biết cái điểm mà khác nhau giữa cái máy lau bàn mới với máy lau bàn cũ là anh nằm đâu? Cái chỗ này đúng không ạ? Chỗ này không đặc biệt, nó không có đụng vô. Đấy là cái khác biệt đó, bữa anh Hiền nói. Đây, để khác biệt của nó là tất cả các dàn ốc nó đều song song nhau hết. Cái này thằng móc nè, thằng móc của nó, thằng móc của con kia nó phải nằm vậy nè. Không may mới, mấy cũ á. Nó thẳng hàng. À, có nghĩa của thằng kia nằm vậy nè. Nó nằm dày. Là có nghĩa là mấy ốc nó thẳng hàng hết nè. Xong được. Đấy à, đó. Mấy là mang cũ là ốc thẳng hàng đây. Ở đây con cũng thẳng hàng là cái đường chỉnh, con này nó nằm ngược lại. Con này nằm quay đầu dưới. Còn cái này đó nó phải nằm chỉnh cái là bằng cũ mà mình áp dụng như đây là mình chỉnh nó có được. Thì mình áp dụng như đây là những cái ốc nó nằm tròn lọn tốt cái này nè. Mình chỉnh đâu mình đâu có quay cái lục giác dưới mình chỉnh được. Mình phải nhớ những cái điều chỉnh này mình chỉnh la ban mới được. Ban cũ dễ rồi. Ban cũ nằm trên đây chỉ nhích nhẹ nhẹ là dễ chỉnh. Đây con này con qua cái này thẳng hàng không? Nó thẳng hàng luôn. Nhưng mà nó nằm phía trên này nè, mình dễ chỉnh hơn. Ở đây nó có như có này nó ngược. Nói chung là này nó ngược với kia. Ở đây nó có cái máy cũ. Ở đây không có lò bàn cũ mới không? Còn em thấy cái cự ly mà nó xa quá thì mình chỉnh cái định vị này. Được. Nè, chỉnh sơ cái định vị cho coi nè. Cái định vị nó sai. Đấy này nha. Được. Thấy không? Thấy sai chưa? Cái nó nằm kim lồi đây luôn rồi. Được. Đúng của nó là nó phải vậy. Yeah. Này là mình bị sai nè, bắt đầu bẻ ngược lại. Đúng đó. Đó, má được vậy này nó bị hư luôn rồi, mới này. Nhích ít thôi, nhích ít thôi. Nhích nhẹ thôi. Đập mạnh ra luôn á, đập dứt khoát rồi. Dứt khoát rồi đó. Dứt khoát vậy là nó cấm nó cấn mấy cái cốt nó nặng á, nó không có chạy á. Vô ly nặng đúng không? Quay vậy siêu à. Nhớ tình dụng kim sơ lại chút. Nó nặng á. Nhớ tốc độ mày đéo có hay sao mày? Đi xét coi. Xếp 4, 3 con lại là xếp chặt lại hết lại luôn. Nặng á. Nó quay nó đi cùng việc mẹ nè, nó không? Chả gì bị yếu rồi. Kim nó nằm vậy là ok nè. Yeah. Không? Nó ôm vô là ok. Nó không có đá với thằng này luôn. Nó không đá. Nó nằm trung bình với thằng này thôi. Yeah. Còn nếu mà em cảm giác nó đá, mở ba lê giúp nhẹ nè. Thấy không? Còn nó khỏi bị gãy kim thôi. Còn nếu mà em chỉnh cái kim á mà nó lên tới đây là biết nó chết quá rồi. Yeah. Nhưng mà em gỡ 3 cam lên chỉnh lại á mà cái dây kim mà nó đâm lên cái ọt lên đây á mà bánh xe dưới này nó quay á là thua. Yeah. Là gãy kim. Tại khi bánh xe nó đâm về á thì cái này nó lùa hàng đi. Còn nếu mà bánh xe nó đang lên đây nó lùa hàng đi thì nó gãy kim rồi. Nó phải về. Về, vừa á, của kim nó vừa xuống đây là bắt đầu bánh xe nó quay là vừa. Nó khi nó đâm lại là đúng không? Về, cho quay. Làm mà nếu mà em đâm cái kim lên đây á
mà anh thấy bánh xe nó quay là biết cây cam đang bị sai rồi. Dạ. Chỉnh cây cam điều kiện lại. Thì nếu em cứ đi theo cái định vị của nó thì không bao giờ nó bị sai đó. Dạ. Em chỉ chỉnh nhẹ lại thôi. Đúng không? Em nhớ là con này. Con mình quay lên đầu tiên luôn, không? Quay lên đầu tiên. Quay lên nữa là con thứ hai. Thứ hai là thua. Quay lên con đầu tiên. Còn bây giờ nó tình trạng gì được lại để mà coi lại cái đồng bị cho. Rồi tới vị chết. Vị chết cái này biết rồi vậy? Dạ. AB. Cái đèn nó buồn lên. Reset lên thấy không? Rồi xong rồi cái đó là